Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì nếu như mọi người đang sử dụng máy in bill, máy in hóa đơn của hãng Xpresenter Q260 mà chưa nắm được các thao tác lắp đặt giấy, thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn mọi người các thao tác đó. Thì mọi người hãy cùng thực hiện với em. Thì đây, em mở máy lên nha. Khi mà chiếc máy in bill của mình mà nó hết giấy ở trong thì nó sẽ có tiếng kêu bíp 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 để báo hiệu, và phía dưới này đèn nó màu đỏ lên nha mọi người. Đây, để mình biết đèn tích từ đỏ này rớt này, thì nó mình biết là chiếc máy đang hết giấy lưu nha. Thì để lắp đặt thì đầu tiên thì mình phải mở cái nắp máy này lên. Để mở nắp máy thì phía bên này nó có cái cần gạt này, mọi người kéo về phía hướng phía mình này, kéo thì cái nắp của nó thì nó sẽ bung ra. Thì ở đây thì em có một cái cuộn giấy màu ha, để in để gắn cho mọi người. Còn nếu mọi người muốn mua giấy in bill thì bên em vẫn có cung cấp ha. Đây, đầu tiên thì mọi người thấy là bên trong nó có một cái gác giấy, nên mọi người luồn cái gác giấy vào trong cái này ha. Khi luồn đầu tiên, trước khi mà luồn thì mọi người chú ý giúp em ha. Mặt ngoài này là mặt in bill này, có mực này, mặt trong này không có mực này, nên thành ra là lúc mà mình lắp giấy thì cái mặt ngoài này nó sẽ úp xuống phía dưới và mặt trong nó sẽ ngửa lên trên. Đây, mặt ngoài sẽ úp xuống phía dưới nha mọi người, nó sẽ lắp kiểu thế này. Còn nếu như mọi người lắp ngược lại, mặt ngoài hướng lên trên thì cái bill ra bị trắng, nó không có bill nha. Nên thật ra mình chú ý cái quan trọng nhất cái bước này là bước tròn cái mặt ha. Thì cái mặt ngoài sẽ úp xuống giấy này, luồn qua này. Đây, sau đó thì ở đây có một cái rãnh, thì mình để cái gác giấy vào cái rãnh thôi. Đây mọi người thấy cái rãnh ha, thì mọi người để cái gác giấy vào cái rãnh đó, rất đơn giản. Sau đó thì mình kéo bill ra khỏi cái máy à, đừng có để thật lọt trong này thì nó cũng sẽ không có in được và nó cũng sẽ báo lỗi. Rồi mọi người kéo ra ngoài hạt thế này cho giúp em à, kéo ra một xí à. Sau khi kéo xong thì mọi người đóng cái nắp lại, đóng nắp lại. Sau khi đóng xong thì chiếc máy nó hết chưa, tại vì nó phát hiện là có con cảm biến, nó đọc được là có giấy ở trong máy rồi thì nó hết. Khi mọi người kéo ra ngoài một xí thì nó sẽ bị dư cái phần này, thì có thể là nó xấu cái view của mình đi, nó dài hơn, có cái khoảng trống nhiều lên, thì mình có thể là xé cái bên ngoài này đi. Đó, mình xé cái bên ngoài này đi để cái view mình nó được đúng, được đẹp hơn, thì nó sẽ in ra đúng cái kích thước ha. Ok rồi, trong này nó có một số trường hợp là các bạn làm mất cái trục gạt giấy này bên trong của máy, thì cái vấn đề đó cũng không sao đâu nha. Mọi người có thể là thả luôn cái giấy view này vào trong, tại vì cái khổ này là khổ K80, cái khung này nó chỉ chứa được trong cái khổ này và nó khớp với giấy rồi, mà người có thể để trong đó luôn ha, nó còn có chạy. Thì tốt nhất thì chắc chắn là phải cần có cái gác rồi, mà nhưng em nói là lỡ mình mất cái gác này thì nó vẫn có thể là mọi người vẫn có thể sử dụng ha. Đó, mình xé ra, đó là khá nhanh và đơn giản. Đó, sau khi in thì nó sẽ chạy bill ra thôi. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt giấy đối với dòng máy in bill Xpresenter Q260. Thì các thao tác này nó cũng tương tự với một số dòng máy in bill khác nha mọi người. Thì hy vọng video này giúp ích được cho mọi người vận hành chiếc máy in bill này một cách trơn tru và hiệu quả. Thì nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc nào về chiếc máy này hoặc là cần mua thêm những cái cuộn giấy in bill, thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hay thì mọi người cho em xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.